tham gia show Trung Quốc, Chipu Lily có gì giống và khác nhau? Sau thành công của Chipu tại Rạp Gió 2023, Lily là nữ ca sĩ tiếp theo của Vpop nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả khi tham gia chương trình The Next Day tại đất nước này. Vì cùng là lần đầu tiên tham gia show nước ngoài, lại ở cùng một quốc gia nên không khó để thấy sự so sánh giữa hai nghệ sĩ Việt. Đầu tiên phải nói về những điểm giống nhau của họ. Như Ibis vừa chia sẻ tức thì cả hai đều là lần đầu tiên tham gia show thực tế về âm nhạc của xứ Trung. Và cả hai đều là ca sĩ của Việt Nam. Và thêm một điều nữa, chỉ duy nhất họ là đại diện nước ta tham dự những show này. À mà quên nói về sự xinh đẹp thì cả hai đều có luôn đúng không nào? Còn về sự khác biệt đi, thứ nhất là về xuất phát điểm. Nếu như Lily được biết đến là nhạc sĩ, ca sĩ chính hiệu, thì Chipu lại rẽ hướng ca sĩ từ một hot girl, diễn viên. Thêm một điều khác biệt của hai sao nữ là sự đón nhận của khán giả Việt và khán giả Trung. Từ những ngày đầu xuất hiện thông tin Chipu là nghệ sĩ Việt đầu tiên được mời tham gia Rạp Gió 2023, khán giả đã không khỏi xôn xao. Bên cạnh một bộ phận, đặc biệt là fan Chipu hào hứng, thì số khác lại tỏ ra nghi ngờ khả năng của Chipu. Tất yếu cũng là do cô nàng từ trước đến nay luôn bị dèm pha về giọng hát. Còn Lily, cô được khán giả Việt ủng hộ nhiệt tình vì khả năng từ ca hát tới sáng tác của Lily đều nhận được công nhận. Hơn hết thì chương trình nữ ca sĩ tham gia cũng chuyên về âm nhạc và giọng hát hơn, nên cô không vướng quá nhiều ý kiến tiêu cực khi lần đầu thử sức ở Trung Quốc. Ở xứ Trung thì sao nè? Từ khi tham gia Đạp Gió đến khi chương trình đã kết thúc, Chipu đã không ít lần lên hot search xu hướng tìm kiếm. Trang Weibo của Chipu cũng phát triển với lượng fan Trung tăng nhanh chóng. Khán giả xứ Trung từ những ngày đầu đã bày tỏ sự yêu thích dành cho giọng ca đến từ Việt Nam. Nhiều nhận xét cho rằng Chipu thân thiện, ngoại hình xinh đẹp và tính cách hòa đồng. Càng ngày, Chipu càng nhận về sự cổ vũ, nhiệt tình. Thậm chí hiện tại cô nàng đã có vị trí đứng không nhỏ ở làng giải trí xứ Trung rồi nha. Trong khi đó, thì Lily dù nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ khán giả trong nước, nhưng sự quan tâm và yêu thích của khán giả tại đất nước tỷ dân lại không mấy khả quan. Một số ý kiến cho rằng có thể do đặc thù chương trình của Chipu và Lily tham gia có phần khác nhau nên độ nhận diện của họ ở Trung Quốc cũng bị ảnh hưởng. Biết đâu bất ngờ, càng vào trong thì Lily càng thể hiện được khả năng ca hát, vũ đạo của mình và khán giả nước bạn sẽ dần nhìn ra được điểm thu hút của Lily thì sao. Thêm một điều cũng khá là quan trọng, có thể nói là gây tranh cãi mấy ngày qua luôn đó nha. Vâng thì chương trình giải trí của Lily và Chipu tham gia đều có sự xuất hiện của số đông là các nghệ sĩ Trung Quốc và cũng có các nghệ sĩ đến từ nhiều quốc gia khác như Việt Nam, Hàn Quốc, Nhật Bản, Malaysia. Đặc biệt, cả hai nghệ sĩ Việt Nam đều gặp rào cản vì giao tiếp tiếng Trung, nhưng mối quan hệ với các nghệ sĩ nước ngoài lại có sự chênh lệch dễ nhận biết. Ở những tập đầu tiên của Đạp Gió 2023, Chipu chưa thực sự hòa nhập và đang trong quá trình làm quen với các nghệ sĩ, nhưng càng về sau, cô càng được các tỷ tỷ yêu thích. Không chỉ các thành viên chung đội mà đến các nghệ sĩ khác đội, Chipu cũng thân thiết đến mức không ít lần bị khán giả ghép đôi với các thí sinh khác trong chương trình này. Vậy mà ở The Next Day 2023, Lily lại nhận về sự xa cách đến từ những thí sinh khác. Cụ thể tại vòng công diễn 2 của Lily cùng các thí sinh The Next Day lên sóng, người hâm mộ đã không khỏi hoang mang khi hệ thống yêu cầu hãy đứng lên nếu không muốn chung đội với Lily. Phần lớn các thí sinh của chương trình đều đồng loạt đứng dậy, chỉ ngoại trừ An Kỳ, bạn diễn của Lily tại vòng công diễn 1. Lý do để các thí sinh quyết định đứng dậy, không muốn chung đội với nữ ca sĩ người Việt Nam chính là vì Lily là cô nàng có phong cách quá ngọt ngào, hoàn toàn đối lập với hình ảnh đầy cá tính của các thí sinh trong The Next Day. Còn về phía Lily, đối diện với tình huống này, sao nữ đã tỏ vẻ buồn bã, song vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Hay những khoảnh khắc khiến Lily sượng đơ bởi bất đồng về ngôn ngữ cũng khiến công chúng không khỏi hoang mang. Trên mạng xã hội Việt thì nhiều người đã tỏ ra bất bình thay cho Lily, cũng như động viên cô nàng cần cố gắng nhiều hơn nữa, đặc biệt là về ngôn ngữ. Điều này cũng khiến Chipu với Lily bị mang ra so sánh. Họ cho rằng cô nàng khó để đổi bật được như giọng ca sinh năm 1993. À, cũng có ý kiến cho rằng vì tính chất của hai cuộc thi là khác nhau, một bên là phụ thuộc vào nhau, cùng nhau phát triển, còn một bên là cuộc chiến sát phạt, nên hai nghệ sĩ Việt mới nhận về thái độ khác nhau đến vậy. Còn bạn, quan điểm của bạn thế nào về điều này? Hãy chia sẻ để Ibis được biết với nhé!